Hello các bác, chào mừng các bác nha. Hôm nay em đang đứng ở điểm này, điểm ở khu vực ở ngã ba Cầu Chiết. Đó, bây giờ là 6 giờ, hơn 6 giờ xíu thôi. Em đang đứng ở quay ở cái điểm mà nhà A Lăng này với lại nhà A Hải bên kia rồi, đang tắc đường cực kỳ luôn. Chưa thể thông được. Sau cả đêm khó ngủ sáng ra đi quay cho các bác thì bây giờ là tắc đường. Gọi là nhiều trên ảnh các bác bảo là trên ảnh đẹp lắm thì đúng là trên ảnh tắc đường đẹp thật, nhưng mà ở đấy quay bụi bạc phổi lắm các bác ạ. Cả các anh sáng ra dậy bẻ vải đây chán chả có mũ lón gì, giờ đang tắm nắng đây này, đêm mới tắm mưa anh nhỉ, đêm mới tắm mưa này tắm nắng đây đấy. Vâng, làm gì thấy ai đâu khổ đấy các bác. Không, cái đường này nó bé quá, nhà mình hôm nay tính mẻ được mấy chuyến đấy anh? Hai chuyến là thế, ở nhà là người nhà mình đang mẻ thêm chuyến nữa à? Từ trên kia hôm nay là được trả giá chưa anh? Chưa đấy. Ôi ơi các bác, dự tính là cái tắc cái này nó rơi khoảng tiếng nữa chưa thông được các bác. Đây này các bác này, đấy, tắc kín một con đường luôn. Cung đường này tắc đường thì nó rơi vào khoảng từ đây đến dưới kia nó rơi khoảng hơn cây số đấy, tắc lên đến điểm kia gần 2 cây đấy, các bác cứ ngắm đi đó. Sương sương như vậy thôi thì cũng gọi là đến khoảng 8 giờ, 9 giờ chắc chắc đã thông được đường cung đường này. Đây. Buồn lắm các bác ạ. Vâng. Chưa ai trả giá sao ấy các bác, tắc đường. Em đang đi tắc đường mà không về được. Đấy, đi quay ra đây quay cho các bác là tắc đường tắc kín luôn rồi. Đó. Em đang quay này, đấy, dưới chỗ này bác nào đi ăn vải đến chỗ này thì các bác đừng có phi xuống đây nhé, chỗ này cái hố sâu lắm, đấy, chỗ ngoài kia có cái hố rất là sâu, phi xuống kia là thôi, lọt thỏm luôn đấy, đấy, đứng đây quay cho các bác thì không biết là giá cả hôm nay ông A Lăng bên này ông ấy trả giá bao nhiêu rồi, bỏ quá, đây, ông, đúng. Chú này chắc là sang bên nhà A Kim bán giá rồi. Chú đóng vải đấy đúng không? Bao ngày qua ra là nhìn trơn mặt rồi. Nhưng mà thôi, kiểu đóng ở đây chắc là toàn giá cao rồi. 20 là được rồi, cháu ông qua 9.000 này này. Đây các bác ạ, các ông chủ A Lăng là chưa đi hạ giá được. Đó. Đang cân rồi nhưng mà vẫn chưa biết giá. Đây các bác ơi. Kẹt quá không đi được anh. Nhà mình ở đây ông chủ A Lăng ra trả giá cho anh. Chưa. Tắc cái này. Ủa, hôm nay không đi rồi khoảng tắc 1 tiếng mất. Đây các bác ơi, tranh thủ em sẽ chụp ảnh lại lưu lại mấy cái ảnh kỷ niệm về vải này. Đấy, tắc đường này các bác này. Đó. Em quay giờ này không có thêm máy nữa để quay mặt em, nhưng mà thôi. Đây. Chưa biết giá cả sao nữa. Đây này các bác này. Đó. Các bác ơi, tranh thủ đang tắc đường các bác ngoảnh ở đây em lưu giữ lại một vài hình ảnh nha các bác. Hôm qua nhà mình bán được bao nhiêu anh? Vâng. Đấy, tắc đường các ông chủ gọi giá chưa thể ra gọi được các bác. Chui thì không đành. Anh cho em qua một chút mà. Đây các bác ơi. Đấy. Ôi.
cắt cứng luôn này các bác này. Đó. Ăn lượng cứng luôn. Chưa thể nào mà đi thoát khỏi đây được. Dạ. Ôi rồi ôi các bác ạ. Về với Lục Ngạn đặc sản đây các bác ơi. Đấy tắc đường rơi một cây số này. Đấy từ cái trên con công xe dài dài tắc... Hai cây đấy bác nhỉ? Hai cây. Tắc từ trên cái điểm mà trên chỗ Tân Hoa xuống đến đây. Hai cây này này. Đấy. Đây. Đấy tắc kín luôn. Đấy, trong quá trình tắc này thì cũng chưa được tác nghiệp giá cho bác được, bởi vì các bác chủ chưa ra gọi giá, tắc cái này chưa gọi giá được. Hôm nay giá nhà mình là bao nhiêu chú? 27. 27 ạ. Cái nhà chú hay là vải thiều? Cái nhà. Cái nhà. Thế còn vải thiều là sao chú? Đẹp ấy. 22. 22. Vẫn như qua à? Đây các bác. Ui vải năm nay. Vương ngà. Năm nay bông từ nhiều lắm mà chục tấn à. Biển của vải. Đấy. Cái điểm này là điểm hàng mua hàng tàu nhiều, đâu ra là tắc là hàng 2 cây số các bác ạ. Đây. Đây các bác có thể nhìn thấy này, biển của vải luôn. Mênh mông. Đấy. Và Lục Ngạn đặc sản đây các bác này. Đấy. Chịu chịu. Đây giả luôn các bác. Vải nó nhiều ấy, quay. Tranh thủ lưu trữ lại một vài hình ảnh không ạ? Đặc quá các bác, các ông liệu thôi, tí nữa kìa. Các ông chủ cũng biết gọi vải ra sao, phải nó nhiều quá, nó biển luôn. Nhìn lóa mắt luôn các bác ạ, đây. Này nó bỏ có thuật nữa này. Đấy. Lấy đâu? Không hứa đâu. Đấy các bác. Các bác có thể nhìn thấy này. Thiên đường của tắc đường. Đấy. Ngập tràn cho mùi hương vải, mùi hương khói bụi các bác ạ, mùi hương khói xe. Đấy, tăng đường đây, chưa tăng nghiệp cho các bác được, hỏi giá chơi chơi các bác vậy thôi. Chứ mà hôm nay thì phiếu là giá cao nhất vẫn là giá 27 vải Thanh Hà, tức là vải Lai Tàu ấy. Dạ, đây chú. Đấy, còn vải thiều thì cao nhất vẫn là 22 các bác ạ. Đấy, hôm nay em muốn đi sang kia quay cái điểm A Lăng, à quên. Các bác cũng khó đi lắm. Chắc chỉ sang là một bên nhà ở bên kia các bác xem thôi. Đây cho cái phiếu xem. Đấy, sang cái điểm khác quay các bác. Đây. Đấy. Hôm nay quay các bác đây, xuống điểm bên khu vực điểm đây đây. Đấy. Rất nhiều các điểm cân. Đó các bác. Xin thông báo các bác là điểm này là điểm ngã ba cầu chết nhá. Đấy, bên này là nhà ba tầng là nhà A Hải đây này, bên này nhà A Kim này. Đấy. Em vừa quay đá A Lăng xong. Đấy, ông chủ Hải đây, ông chủ Hải cầu chết đây. Hello, chú. Hôm nay vải thiều giá cao bao nhiêu chú? Ui ôi. Ui ôi, cái tắc đường trong này các bác này, ui ôi. Đùa chứ. Đây. Hello bà con. Hello bà con.
Ôi tắc dã man. Để tí phú. Ôi kiếp tắc kín từ trong này ra các bác này. Lần này thì không biết là em về của gì. Đấy các bác. Anh cho em mượn cái vị trí đắc địa của anh em review một tí được không? Đây các bác này, tắc từ trong đây vào chắc là rơi cây anh nhỉ? Rơi một cây tắc trong lối này, đấy. Còn à, nguyên cái lối ngoài cái tuyến quốc lộ này các bác này, tắc khoảng hơn 2 cây rồi. Đây, tắc ở đây lên khu vực Tân Hoa cơ. Đấy, hơn 2 cây rồi các bác. Tắc nghiệp giá thì hôm nay khó khăn lắm. Vải nhiều, các ông chủ kiểu hoa mắt không biết trả giá thế nào các bác ạ. Đấy, hôm nay thì chật kín đường luôn. Đây các bác ạ, không biết giá vải sao. Tắc quá, cháu không tác nghiệp được. Nhà mình nuôi được chả bao nhiêu mà chưa bán chú. Chưa ạ. Ôi, giá tăng đường giá vẫn cao quá. Đây các bác ơi, tranh thủ mà à đây, tranh thủ bên em đi xem bên này hỏi xem giá bên nhà chú Đức Ngọt này được bao nhiêu ta. Đấy, tăng đường quá trời luôn. Chưa biết được giá cả thế nào. Đây chú. Lên giá cho chú. Chưa ạ. Đây các bác này. Đấy. Xuống tất điểm bên này. Đấy, điểm bên nhà Hải này. Điểm bên nhà bên nhà ông Đức Ngọt. Đấy, chú Đức Ngọt, bác Đức Ngọt thôi. Đấy, tắt kín luôn. Đây các bác. Bác, hôm nay giá cao nhất được bao nhiêu bác? 22. Đấy là vải tay nhà, vải thiều à? Vải tay nhà. Vâng. Đây các bác ạ, vẫn đây vẫn tắc lối dài xuống đến điểm kia các bác này. Đấy. Anh. Đấy. Tắc kín luôn. Chưa biết giá cả sao quá. Vào đây luôn. Hello anh nhà mình hôm nay giá bao nhiêu đây anh? 22 à? 22 các bác ạ. Đang lên sàn dốc là này em không dám xin phiếu đâu. Chú, hôm nay nhà mình được lên giá chưa chú? Chưa à? Chưa lên giá. Đấy. Tắc kín luôn rồi các bác ạ. Đó, giá hôm nay dao động sướng sướng thôi. Hôm nay tắc đường nên em không hỏi phiếu được. Tại vì tắc đường các bác ấy phải gồng cơ bắp lên giữ sọt vải các bác. Mỗi sọt vải toàn nặng từ 2 tạ rưỡi đến 3 tạ thôi. Vậy nên các bác thông cảm nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc cái buổi video của em ở đây. Chúc cả nhà đi bán thượng lộ bình an nhá. Tắc đường này rất nhiều chuyến xe là va quẹt vào nhau sẽ bị đổ ấy các bác. Nặng quá bị đổ ấy. Nên là bà con Lùng Hạ đi bán vất vả lắm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Lùng Hạ tại điểm này em quay bây giờ là đến 6:30 rồi. Video này đang quay kết thúc là 6:30. Đang điểm này là điểm khu vực ngã ba Cầu Chét, nhà Hải này, A Răng này, nhà cô Đức Ngọt này. Đó. Nhà Tuy Phú nữa. Đấy. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi.